Tôi cũng thấy sợ, sợ tôi rất là không có lửa tôi tới gần. Thì không thể để nó. Ừ, xích đông vậy. Chị biết làm cái gì đi con, khờ quá. Tôi tỉ mỉ, tôi chỉ nói một lần, anh nhớ tôi bằng dài số 6. Không có gì, không nữa. Anh có làm việc giỏi, thế là lúc cười, tìm sự cỡ, mặt cười. Cửa miễn cử. Ờ, được rồi. Nhìn thấy cái đường lối không? Ờ, thấy. Cho nên đây là mạng người các vẫn thường hẹn. Bao ngư này, các chị không có thể sợ được đâu. Cái vị trí chú dinh nhất là cái gì? Ờ, là gì vậy? Là bảo đảm lòng các chị giữ lại hình sức. Miễn cử. Miễn cử. Người đại diện duy nhất đang đứng trước mặt của các vị. Tiểu hoàng tử Bào Ngư. Ngon trời Bào Ngư mình đi. Cái đó về ngon luộc lên ăn sướng luôn á. Thôi, từ cháu thì là bà nhỏ, từ cháu không nhỏ, cũng tới lúc là chúng ta nhận tới hậu rồi, thì có phải ngoài nhà quyến rũ mới được.